Tại buổi tập chiều qua, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh bị đau cổ chân trong thời gian tập luyện tại câu lạc bộ. Khi lên tập trung cùng đội tuyển, tiền vệ này tiếp tục chế độ tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ đội tuyển. Sau 3 buổi phải tập riêng, chiều nay Tuấn Anh đã có thể tham gia buổi tập kỹ chiến thuật chung cùng với các đồng đội. Hy vọng tiền vệ này sẽ sớm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân khách vào ngày 2 tháng 9 và tiếp đó là trận gặp đội tuyển Australia vào ngày 7 tháng 9 tới tại sân nhà. Tương tự Tuấn Anh, trước khi lên tập trung cùng đội tuyển, tiền đạo Văn Toàn cũng đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương cơ gân khoeo chân trái. Trong khi đó tiền đạo Tiến Linh do có dấu hiệu quá tải cơ nên đã được tập hồi phục theo chế độ riêng từ ngày hôm qua nhằm tránh rủi ro có thể dẫn đến chấn thương.